Đệ nhất hát gân Lào từng công khai tỏ tình muốn lo cho Quang Linh Vlog giờ ra sao. Kính chào toàn thể quý vị đã đến với mẫu tin nhanh của Tắc Tin ngày hôm nay. Cô nàng Chi Chi sinh năm 1997, còn được gọi với danh xưng đệ nhất hát gân Lào. Hiện giờ ra sao? Hãy cùng Tắc Tin khám phá nhé! Quang Linh nhận được yêu mến không chỉ với fan Việt mà ngay cả phe nước ngoài. Những dự án vì cộng đồng của anh tại châu Phi được đông đảo cư dân mạng theo dõi ủng hộ. Được biết thì tháng 3 năm 2023, một hát gân Lào từng công khai tỏ tình với Quang Linh. Cô gái này còn thổ lộ muốn được lo cho anh, khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi. Phía Quang Linh không lên tiếng về điều này. Anh vẫn tích cực hoạt động thiện nguyện và cùng tin châu Phi của mình phát triển nông nghiệp, nhất là việc khai hoang một số vùng bị bỏ hoang. Hát gân đó chính là Phoi Phai Linh CV Lai, thường được gọi với biệt danh Chi Chi. Cô nàng sinh năm 1997 thậm chí còn được gọi với danh xưng đệ nhất hát gân Lào. Bằng tuổi với Quang Linh, Chi Chi có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng đã sang sinh sống ở Viêng Chăn. Nổi tiếng ở nước bạn, Chi Chi có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh tận hưởng cuộc sống với những chuyến du lịch. Gu thời trang của cô phong phú, chủ yếu thiên về màu sắc trang nhã. Từ nhỏ cô đã sinh sống, học tập tại Lào, được đồn đoán có gia thế khủng. Cô có khả năng nói thành thạo bốn ngôn ngữ gồm tiếng Lào, Việt, Anh, Thái. Trong tháng 11 vừa qua, người đẹp này chia sẻ loạt ảnh đến Hà Nội. Cô nàng check-in tại quán cà phê, cửa hàng kem, thưởng thức kẹo bông, uống nước mía. Nhan sắc xinh đẹp khiến Sivaley càng thêm nổi bật. Khi xung phố, cô nàng chủ yếu chọn thời trang thoải mái, năng động.